Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt rất nặng. Theo quy định mới, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tới 600.000 đồng. Nghị định 123/2021 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của Nghị định 100/2019 NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính với lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có nhiều điểm mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo quy định mới, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tới 600.000 đồng. Cụ thể, tại điểm B khoản 4 điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP có người điều khiển xe máy có hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600.000 đồng: không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quay đúng cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, chở người ngồi trên xe không đội mũ, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc mũ đội bảo hiểm cho những người đi mô tô xe máy không cài quay đúng quy định, trừ trường hợp chở người bệnh nhân đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, giải áp người có hành vi vi phạm pháp luật. Sử dụng bằng ô tô quá hạn bị phạt 12 triệu đồng. Khoản 11, điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP đã rút thời gian cấp giấy phép lái ô tô hết hạn, làm căn cứ tính mức xử phạt từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Đồng thời tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy phép lái ô tô hết hạn sử dụng như sau: phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới 3 tháng, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với những người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn từ 3 tháng trở lên. Tăng mức phạt với hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe theo điều khoản 11 điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP quy định tăng mức hình phạt đối với những người điều khiển các loại xe sau đây: không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với những người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm khối và các loại xe tương tự như mô tô, phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng đối với những người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm khối trở lên, mô tô ba bánh, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với những người điều khiển ô tô, xe máy, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô. Đồng thời, Nghị định 123/2021 NĐ-CP vẫn giữ nguyên mức hình phạt từ 100 đến 200.000 đồng đối với những người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự không mang theo giấy phép lái xe, mức phạt là 200 đến 400.000 đồng đối với những người điều khiển mô tô, xe máy và các loại xe tương tự ô tô không mang theo giấy phép lái xe. Tăng mức hình phạt che biển số ô tô, xe máy, khoản 9 điều 2 Nghị định 123/2021 Nghị định CP quy định người điều khiển ô tô bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo các loại xe tương tự ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng khi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn liền với biển bị bẻ cong, bị che lấp, bị sơn, dán hoặc làm thay đổi chữ, số hoặc màu sắc của chữ số trên nền biển, kể cả rơ móc và semi rơ móc. Khoản 10 điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 300 đến 400.000 đồng đối với người quy định điều khiển xe ô tô, xe máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe ô tô và các loại xe tương tự xe máy điện khi điều khiển xe gắn máy biển số không đúng quy định, biển số không rõ chữ, biển số gắn bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm làm thay đổi chữ hoặc thay đổi màu sắc của nền biển số. Ngoài ra, nghị định còn phạt nặng ô tô nhận chở khách hàng hóa trên đường cao tốc, tăng mức phạt với mọi trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Chỉ có 3 mức phạt đối với xe chở quá tải, tăng mức phạt với hành vi bán sản xuất biển số xe trái phép, phạt nặng hơn hành vi đưa xe trái phép, thay đổi quy định xử phạt xe chở khách quá số người quy định.